đồng tang công bố tin mừng phục sinh cho toàn thế giới. Mừng vui lên, hỡi quân lớp cơ binh thiên thần, cùng vui lên, hỡi các nhiệm màu thánh hài, và vui lên với toàn thể trái đất, cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh, vì Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu thành Nazareth, đấng chịu đóng đinh đã sống lại từ trong cõi chết sau 3 ngày bị mai táng trong mộ, đúng như lời kinh thánh. Lời loan báo của sứ thần rằng các bà phụ nữ ra viếng mộ vừa vui mừng nhưng cũng làm các bà khiếp sợ. Thiên thần nói với các bà rằng: các bà đừng sợ, ta biết các bà tìm Chúa Giêsu người đã chịu đóng đinh. Người không còn ở đây vì người đã sống lại như người đã nói. Vâng, Chúa Kitô đã sống lại sáng láng, bước ra khỏi mộ sau khi tiêu diệt sự chết. Người đã sống lại không còn ở đây, còn Thiên Chúa không còn ở trong mộ, vì Thiên Chúa không muốn cho thân xác Đức Giêsu phải chịu cảnh hư nát. Và ngôi mộ không thể nào giữ chân đấng hằng sống, đấng là chính quân mạch sự sống, đấng đã chiến thắng sự chết, sống lại và ra khỏi mộ. Chúng ta không vui mừng sao được, bởi vì đêm nay Chúa Kitô ra khỏi mộ vinh thắng, đêm mà xiềng xích sự chết do tội lỗi gây ra đã bị bẻ gãy. Sự chết đó đã khiến cho bao người thất vọng, làm tiêu tan hết mọi nỗ lực của con người. Nên con Thiên Chúa vì yêu thương đã cuối cùng với cái giá phải trả là chết trên thập giá, để hòa giải tội nhân với Chúa, mang lại sự sống cho con người. Từ nay con người chúng ta dù có chết cũng sẽ được sống, vì Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần. Chúng ta nhờ ý nghĩa vừa rồi mà hôm nay một chút nữa chúng ta thấy qua việc làm phép nước sẽ nhắc lại ý nghĩa vừa rồi của chúng ta. Nhờ ý nghĩa vừa rồi chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô và sự phục sinh của người trở thành sự phục sinh của chúng ta. Ngày hôm nay giữa thời đại bị ghi dấu về sự lo âu chia rẽ, thời đại khủng hoảng mất niềm tin vào nhau, thì khi được mừng biến cố Chúa phục sinh, một biến cố đã làm thay đổi cuộc đời mỗi người và thay đổi cả lịch sử nhân loại, nên chúng ta hôm nay cùng với giáo hội hát vang bài tân ca Alleluia để cảm tạ tình thương cứu độ Chúa đã dành cho loài người. Dân Chúa khi xưa nhờ đêm vượt qua, họ đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ ai cập và được sống trong tự do, nên mãi muôn đời dân Chúa hoài ghi nhớ biến cố trọng đại này mà cảm tạ Thiên Chúa bằng câu hát tân ca Alleluia. Nay nhờ qua cuộc vượt qua là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu mà mọi sự đã được đổi mới. Vậy xin cho mỗi người chúng ta ngay trong giây phút này hãy cất cao lời ca Alleluia, mừng Chúa phục sinh Alleluia, vì Chúa đã sống lại, đã khải hoàn vinh thắng. Và để kết thúc, tôi nhắc lại đây lời của Đức Thánh Cha Francisco và cũng là lời cầu chúc của tôi đến tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha Francisco này nói rằng hãy để cho cuộc sống chúng ta được chiến thắng và thay đổi, chiến thắng và thay đổi nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Muốn vậy thì tin mừng của đấng phục sinh cần phải tỏa rạng trên khuôn mặt chúng ta trong sự cảm nhận và thái độ sống
cũng như trong cách thế mà chúng ta giao tiếp với anh chị em mình hàng ngày.